Bí ẩn tác phẩm nổi tiếng phần 53. Đây là bức tranh thiếu nữ đeo bông tai ngọc trai của danh họa người Hà Lan Gohan Sivami là một tác phẩm nghệ thuật đầy bí ẩn và gợi lên nhiều câu hỏi. Một trong những điều bí ẩn nhất về tác phẩm này là danh tính của người mô hình. Dù được biết đến với cái tên cô gái với chiếc hạt ngọc trai, nhưng không có bất kỳ thông tin chính thức nào về người phụ nữ trong bức tranh. Một yếu tố bí ẩn khác liên quan đến cái nhìn của cô gái trong bức tranh. Ánh mắt của cô có vẻ như đang lặng lẽ truyền tải một thông điệp hoặc cảm xúc sâu xa. Một yếu tố khác đáng chú ý là ngọc trai trên tai của cô gái. Ngọc trai thường được xem là biểu tượng của sự quý phái và quyền lực. Tuy nhiên, trong bức tranh này, ngọc trai có thể mang theo nhiều ý nghĩa ẩn dụ và tạo ra sự mơ hồ về tình huống hoặc trạng thái tâm trạng của cô gái. Cuối cùng, phong cách của Vermeer cũng đóng góp vào sự bí ẩn của tác phẩm. Sự sử dụng tài năng và kỹ thuật của ông trong việc tái hiện chi tiết và ánh sáng tạo ra một không gian trong tranh vô cùng sống động và chân thực. Tác phẩm này tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật.